Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều sinh viên Lào tại Sơn La đã không thể về đoàn tụ với gia đình. Đây cũng là dịp để các em có những trải nghiệm văn hóa mới mẻ, hiểu thêm về cuộc sống, phong tục, tín ngưỡng văn hóa truyền thống của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Rộn ràng, háo hức là tâm trạng chung của các bạn lưu học sinh Lào khi đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Sơn La. Tự tay gói bánh chưng, sắp mâm ngũ quả, trang trí cảnh đào sẽ là những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa của các bạn sinh viên Lào. Năm nay là năm thứ 3, chúng em lưu học sinh Lào được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Trong suốt thời gian 3 năm, bọn em được học tập tại trường Cao đẳng Sơn La, lưu học sinh Lào, chúng em luôn luôn nhận được sự quan tâm, sự giúp đỡ từ các ban giám hiệu, nhà trường, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên Việt Nam. Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị phòng khoa liên quan và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có những hoạt động quan tâm, động viên, hỗ trợ các em lưu học sinh Lào trong thời gian nghỉ Tết cổ truyền Việt Nam. Và thông qua việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp trong ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam để nâng cao hiểu biết của các em về đất nước và con người Việt Nam. Những hình ảnh tại cuộc thi Nam Vương chống đẩy của các bạn lưu học sinh Lào với không khí sôi nổi hào hứng là một trong các hoạt động dành cho lưu học sinh Lào của trường Đại học Tây Bắc. Đón Tết Nguyên đán thì công tác chăm sóc lưu học sinh Lào cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Cho dù thế nào nữa thì cũng phải quyết tâm thực hiện được cái chủ trương phòng chống dịch mà các cấp ủy, chính quyền và địa phương đã đưa ra, để thực hiện nghiêm 5K. Trong niềm vui đón xuân Nhâm Dần, những bài hát, điệu múa của dân tộc Lào cũng đã được các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào luyện tập để cùng giao lưu trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam, với một mùa xuân ấm áp hơn bởi luôn có sự chia sẻ, thắm đậm tình hữu nghị của hai đất nước anh em. Em nhận thấy các bạn sinh viên Lào rất là thân thiện và gần gũi. Các bạn ấy có những bộ trang phục truyền thống rất là đẹp và độc đáo, với điệu múa, lăm vông, uyển chuyển và nhịp nhàng. Đón xuân Nhâm Dần 2022, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đón chào những vị khách quốc tế là lưu học sinh Lào. Sự có mặt của những sinh viên Lào đã thể hiện được tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh Bắc Lào nói riêng, Việt Nam, Lào nói chung. Chúc mừng năm mới!